bạn món ngon từng lớp chiên su mới bùng vị phở bún miến. Mời mọi người ạ. Anh Quân thịt ướp được không? Ơi thịt ướp được không? Em ướp thì ăn ngon rồi. Thôi. Đây là trà nho Nha Đam anh. Trà nho Nha Đam. Yes. Ủa, ngon nhỉ? Ngọt không? Hay là vừa? Ngon chị ạ. Mà hình như lại thành hơi ngọt. Hôm nay phụ trách sáng tạo sẽ giao cho các đồng chí này nhiệm vụ. Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em.